Cha, cha tay đang cha là để mà cái bi trên nửa rồi cha. Con về đâu? Bao chuẩn bị về rồi. Cha chặn lại cho anh chắc nha. Cha lớn lên con sẽ mua cho cha một căn nhà thật to, thật chắc chắn, không sợ bao thổi bãi nóc nhà nữa. Ờ à, được rồi thì phúc nha quá. Cha đợi đến ngày đó nha. Dạ. Học đi Vinh ơi. Dạ. Vinh, bác ba mời cho con khoai. Ngồi dậy ăn đi con. Dạ. Cô ní là của cha. Ừ, cha xin. Cô ní là của mẹ. Ừ. Cho con. Cho con. Con cảm ơn cha. Ừ. Mẹ mới này. Thằng đến này lên cho cô hiểu lắm đó này. Ngon lắm đó con thầy. Alo, mình nghe đây Quang ơi. À Vinh à, nghe bảo sắp về nước phải không? Hai tuần rồi mình về đấy, đang tính nhờ bạn ra đón mấy ngày. Bạn bè cứ khách sáo, hôm đấy để mình ghé qua mình đón. À, mà cái dự án mà bạn như mình ấy, mình tìm hiểu kỹ rồi. Để mình gửi tin nhắn cho bạn xem luôn nhá. À, cái dự án này mình cũng đang tìm hiểu đấy. Công nhận là thành giao cách cảm thật đấy. Răng, bạn thấy dự án như nào? Ok không? Mình không ngờ là ở quê ta bây giờ cũng có những dự án đẳng cấp như thế. Chuẩn luôn, ế cô bác nói mình chi nữa. Dự án thay đổi bộ mặt cả thành phố Vinh đấy. Về nhớ gọi nhá. Vinh ơi. Quê hương giờ thay đổi nhiều rồi. Ừ, bạn đi cũng mấy năm rồi chứ nữa. Ừ. Phải khác chứ. Bạn thấy không? Nhà cao tầng, khu đô thị mọc lên rất là nhiều. Lăng, tình hình có thấy giống bên Mỹ không? Hơn chứ. Bài nhá. Ok, cảm ơn nhé. Mẹ. Chưa đi về hồi bố vừa về ông nội về cha mẹ một tiếng đồng ý. Con vừa về cha mẹ bất ngờ cho nên nó còn không nói trước. Đi đi. Chứ Vinh, mi đưa cha mẹ đến đấy để mắm cái chi rồi à? Mẹ thấy ta sống ở Eco Central Park có được không? Ủa, mi định mua ở đấy để sống thật á? Thật đó bác ạ. Vinh nó nhờ cháu tìm cho hai bác một cái dự án thật là tốt. Cháu cũng phải tìm hiểu rất là kỹ mới dám giới thiệu cho hai bác đấy ạ. Cha, mẹ, đấy là món quà mà con đã ấp ủ rất lâu rồi. Bây giờ con mới có dịp thực hiện được. Mọi việc cha mẹ hãy cứ để con lo. Thank you.
Chào hai bác và gia đình đã đến với Đại học Fuji. Đại học Fuji là đơn vị phân phối chính thức của dự án Eco Central Park. Và sau đây thì cháu xin tư vấn cho hai bác và gia đình chi tiết hơn về dự án này. Vừa rồi thì cháu đã tư vấn xong về dự án Eco Central Park. Cảm ơn gia đình đã chọn Đại học Fuji là nơi gửi trọn niềm tin. Ba, có lẽ không có chỗ mẫu hơn chỗ ní nữa mới ba hay. Cảm ơn con. Trời ơi. Ba ơi, đúng là trẻ cây cha, già cây con, ba hay.